Hello, các bạn có biết đây là ai không? Đây là chú nhím Sonic với tốc độ chạy siêu nhanh, siêu qua không gian khác. Chú nhím đến một nơi không biết là đâu cả. Đang thắc mắc thì ở một diễn biến khác, các người chính phủ đang tìm kiếm cậu ấy, tìm kiếm một nguồn năng lực mạnh mẽ. Và rồi mọi người phát hiện cậu ấy và